Và chào mừng các bạn đã đến với bản tin thời sự ngày hôm nay. Hôm nay tôi lại có một tin khẩn cấp cho các bạn biết, đó là ta sẽ xâm chiếm thế giới này. Tụi bay trốn đi. Mau trốn đi lũ con người yếu ớt. Trốn đi. Nó bự quá vậy. Nó bự hơn tụi mình quá trời. Tụi mình nhỏ tí tẹo gì. Trời ơi, tụi mình nhỏ như con kiến vậy. Sợ như lại con Titan nó to quá trời luôn. Thôi không được rồi. Con tay ra búng cái tụi bay luôn á. Nhanh. Trời ơi, còn gì nữa. Còn gì nữa. Ngoài chị nhà án thoáng. Đúng rồi, nhưng mà khoan đã. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Xây nhà thì không thể nào bảo vệ được. Cái gì vậy? Xây tòa tháp an toàn. Ok, được rồi. Đi thôi tôi gà, lẹ, chúng ta không còn thời gian đâu. Ok các bạn ơi, bên đây của mình và bên kia là của tôi gà. Và ok, đúng bây vậy. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây tòa tháp thôi các bạn. Let's go. Cái việc đầu tiên nếu chúng ta muốn xây tòa tháp là chúng ta phải xây một cái tường thiệt là cao. Let's go. Là cái tòa thành của mình đó, tòa tháp, tòa thành gì đó. Thì đây, đó, các bạn nhìn chiến chưa, có pháo và có cái mấy rồi và thêm mấy cái lưới này nữa các bạn. Thôi được rồi, bây giờ tiếp theo mình phải sử dụng cây kiếm này. Các bạn đố các bạn cây kiếm này làm gì? Thì các bạn như xem trong phim á, cây kiếm mà để chém được Titan á là phải cây kiếm thật là sắc. Đây, các bạn xem nha. Ấy cha, ôi trời, chặt nè. Chặt hơi bị đã luôn các bạn, đó chặt. Bây giờ mình sẽ đặt tiếp tục mấy cái này cây kiếm ra cái nè. Đó, ok. Các bạn tiếp theo mình sẽ đặt ra một loại gọi là hố đen vũ trụ các bạn. Đây, mình đặt ngay này á. Đó, cái hố này các bạn, đây chính là một cái hố màu xanh. Và các bạn biết sao, khi mà mình đi vô là mình sẽ bị mất máu quá trời luôn các bạn ơi. Ok, và cái bản tiếp theo của chúng ta đó chính là, đố các bạn biết là cái gì. Các bạn đoán xem coi, bình luận phía dưới đi. 3, 2, 1. Rồi, hết bình luận nha, không cho bình luận nữa. Bản tiếp theo của chúng tôi đó chính là quả chuối thần kỳ. Trời, các bạn sao mà đoán được cái này đúng không? Rồi để mình đặt cái ca. Đặt quả chuối. Cái gì quá? Các bạn biết tại sao mình lại đặt quả chuối không? Tại vì á, khi mà con Titan đi vô nó sẽ dấp quả chuối và nó sẽ bị té. Trời ơi, té hả? Đúng rồi, mày không tin đúng không? Để lát nữa đi, mình phải đặt thật là nhiều quả chuối. Ok, được rồi, vậy là đủ rồi. Ok, thì chúng ta đặt cái này đi. Đặt cái này cao lên nè. Mày ra đây. Đúng rồi. Bây giờ mình test cho các bạn em sức mạnh của cái bẫy của mình nè. Bây giờ mình sẽ đặt con bò này nè. Đặt vô. Đó, nó sẽ bắt đầu hút vô. À dạ, mình cũng bị hút vô luôn rồi. Trời ơi. Cái đó mấy quả chuối của mình cũng bị hút vô luôn rồi. Trời ơi là trời. Ok các bạn ơi, bây giờ bên mình đã xong rồi. Các bạn xem nè. Bẫy của mình sẽ gồm là mấy cái cơ nè. Rồi cái chỗ làm hút này nè. Rồi cái chỗ cái chuối. Rồi cái hố đen. Rồi cái mấy cái kiếm các bạn. Xong tới laser. Trời ơi, bên mình quá trời bẫy luôn. Còn mình tôi gà. Tí tan rồi. Ô gà ơi, tô gà ơi, tôi thấy mày toan rồi đó con, tôi thấy mày toan rồi đó, tôi thấy. Ôi ôi ơi. Ôi ơi. Ôi nó quay cả. Ôi nó quay cả. Ôi xong rồi đó, quay lại đó. Nội kêu kêu cũng đứng một chùm ở đây. Ôi ôi vô gà. Bắt đầu vô rồi, bắt đầu. Ui ui rồi, bị bắn cung rồi, chết rồi. Ôi nó. Vừa bị thở mà vừa bị bắn cung nữa các bạn ơi. Ôi cái nó không mắc bẫy vậy. Tùm mày á cơ. Nhưng mà không chết nha. Ôi trời sao. Nó qua được cả. Ôi nó không qua luôn. Lọt. Ê, qua đi trời ơi, qua đi. Hết rồi, ông chết luôn rồi. Trời ơi, câu được rồi. Ôi, còn hy vọng bên mình thôi các bạn ơi. Trời ơi, các bạn ơi, bên cạnh mình không biết là nó sẽ có ra. Còn bước qua cái hố nè, bây giờ bước qua cái hố mới là khó, nó vấn đề nè. Ôi, nó đang vô. Ôi, chết một con ơi. Ồ, hay lắm. Chặt bầm mày ra. Trời ơi, bầm như hịt bầm. Trời ơi, may mắn quá các bạn ơi, con Titan tiết giáp này nó châu tiên sự luôn á. Phải thật sự là nâng cấp cái thành của mình lên, tôi yếu quá rồi. Và mình sẽ đặt thêm mấy cái thùng này ở đây nè các bạn. Đặt ở đây một cái nữa. Đó, đây chính là những cái thùng gọi là thùng gai các bạn. Đó, các bạn thấy nó lăn qua. Đó, lăn qua rất là nhanh để cho tụi nó mất máu thật là nhanh các bạn ơi. Và cái bẫy tiếp theo mình nghĩ đó chính là mình sẽ gắn những cái này vô. Này, những cái khẩu xấu nồng các bạn ơi. Wow. Tiếc là nhiều. Đó,
đây chính là cái cỗ máy sáo nồng của mình. Khi mà nó đi qua thì sấy sấy gọi là bắn à, không không thấy đâu luôn, không thấy xác luôn các bạn ơi. Ôi bị căng ơi, bị căng nha. Đây vậy là xong. Tấn công cái con của tôi. Không được, bắn mày nè con, bắn đúng rồi, bắn nó đi, bắn nó đi. Rồi đụng vô là nổi rồi con. Đúng rồi, đúng rồi. Bị té. Vẫn bị dính cái trò. Ôi, làm trái chuối là bị té. Trời ơi, vẫn bị dính cái trò này à. Thiệt sự chứ các bạn ơi à. Tôi quan trọng là qua bên đây là con Titan này chết đi làm ơn. Đừng có đi vô nữa. Trời ơi, tụi nó đang vô rồi, cố lên. Đừng đá bị dính. Rồi luôn. Quay. Mày qua thử coi. Qua sao mà được, Ui, gần quá. Quay. Chết rồi. Ôi, tới lượt nhà mày rồi, tu gà ti dây à. Trời ơi, ôi, nhà tao vô rồi kìa. Nó bắt đầu vô rồi, ôi, nó đánh mấy gà. Ôi, trời ơi, mấy gà không làm tích xỉu gì. Sao làm gà té vậy? Gà sao đập vô nó té vậy? Trời ơi, con gà nó cũng làm nó té để nó bắt trước đeo mình. Các bạn ơi, cay quá. Trời ơi, bắt trước vào nhà mày cái đó gọi là gà hết bị xịn. Gà xịn gì các bạn ơi, nó xạo quá các bạn. Nó chơi nó bắt trước đeo mình. Đi vô coi mấy con. Tao lấy của mày, tao đổi lấy con gà. Đó, này cay đây, con cay. Quan trọng là vô đi con Titan, vô đi. Vô đi. Nó vô kìa. Ôi cái gì vậy? Cái gì nổ ghê vậy? Ôi trời ơi, ơi. Mũi tên của tao là mũi tên nổ mà, không biết hả? Cái gì ghê trời, ôi dính cái nổ ơi. Ôi nhưng mà, ui mấy con Titan này sẽ vượt qua tôi ha. Thôi cho nó chỉ bị kẹt thôi. Rồi tới công chuyện với tôi gà bị đầu luôn rồi, nó bị đầu rồi. Nó bị kẹt cho nó không bị đầu mày. Ôi trời ơi. Nó bị đấm lên trời. Nó bay từ lưa luôn rồi. Trở lại đi. Đây, có lên. Ôi nó bị hỏng. Trời ơi. Ôi quay nó té hoài vậy. Rồi xong nó qua lại thành này à con, nó qua thành mày rồi. Ôi té luôn rồi. Mấy con gà của tôi cố lên, mấy con gà. Trời ơi, mày á con. Rồi bây giờ mình phải nâng cấp con cái thành mình thiệt là mạnh mẽ nhất có thể. Mình nghĩ là đây chính là lần cuối cùng mà là Eren tấn công cái khu của mình đó các bạn ơi, nên là mình phải chuẩn bị tới. A few moments later. Mình xong rồi các bạn ơi, mình phải nâng cấp thêm cái laser này nữa nè các bạn. Sau đó mình nâng cấp cái chiếc của mình bự hơn và cái cưa này thành là cái rìu. Nè chú bự quá trời luôn các bạn ơi nè. Các bạn biết tại sao chú bự không? Tại vì mình nó càng bự thì giáp càng đau các bạn. Đó. Ở còn bên đây mình nâng thêm laser nữa. Ui. Cái gì vậy? Chết rồi, đây chính là Eren các bạn ơi. Ôi, nó vô được rồi. Mày chết rồi, nó bự quá nó không bị lọt. À nhưng nó bị kẹt. Mày đợi đây. Sao nó vô được vậy? Hết kẹt luôn. Một bạn Eren đã đi vô được rồi. Và bạn tâu gà không biết có đều liệu có đỡ nổi được. Ôi dồi, nổ gì ghê trời. Ôi bên ngoài đi quá trời Eren luôn. Để mình giúp mấy bạn vô nè mấy bạn ơi. Vô đây. Ôi. Bạn con Eren này nó bay qua vậy. Ôi sao bay được vậy? Thà thành tâu gà. Rồi, nó biết rồi. Trời ơi, may quá. May quá vậy. Rồi, con tiếp qua rồi. Trời ơi. Rồi. Cái bẫy mình bóp mình ơi. Cái bẫy bóp mình rồi sao? Bye bye nhà tâu gà, bye bye. Mấy con gà cũng không làm được gì, mấy con gà cũng không làm được gì đâu. Mấy con gà ơi. Trời ơi, nhà tâu gà đã bắn nóc luôn rồi. Bay não rồi. Nhưng mà còn nhà mình nữa các bạn ơi, mình chưa biết nhà mình sẽ như thế nào đây các bạn. Nhà mày chắc chắn là thua rồi. Mày chắc chắn thua không? Không dễ dàng như vậy được. Tại vì bên nhà mày set up rất là cùi. Mày mình chơi người ta đâu. Trời ơi, thấy nó rồi nha, thấy rồi nha. Trời ơi, tụi nó bắt đầu vô rồi. Ôi, bắn. Đúng rồi. Giật cái giật. Bị đẩy nha con. Mày đây. Ôi, bị té. Eren bị té kìa các bạn ơi. Eren bị té. Trời ơi, mình nhớ mất cười cái vụ Eren bị té. Các bạn ơi, Eren bị dấp chuối té. Té hết trơn luôn. Coi chừng bị què. Ủa, sao tự nhiên mấy ổng thích quá chuối quá vậy? Mấy ổng muốn té hết trời. Mấy ổng muốn té kìa. Ôi, ông vô rồi kìa.
rồi, không xong rồi, sao nhiều vậy? Không xong rồi, không xong rồi. Cố lên, chỉ còn vài ông còn lại. Tôi có bị hút vậy, khó chịu quá. Nhưng mà bên trong kia không ông nào vô được luôn. Còn mấy ông còn lại, ngon, bước vô đây. Mấy ông ngon, mấy ông bước vô đây. Tôi bị hút rồi. Còn ông cuối cùng thôi, Không đi, đừng ngại con quá. Ông chấp nhận. Ok, các bạn coi đang trong cái video của mình cũng có đi đâu mà nhà mình kìa, cũng không sao, quan trọng là mình đã qua gọi là cái đại chiến Titan này rồi các bạn ơi. Thì các bạn đừng quên lại cho mình một like, muốn chia sẻ nha, và đừng quên qua channel của tất cả mọi người, chuẩn bị đó sẽ tới đăng ký tất cả mọi người nha. Thì ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.